Người Việt Nam bậc thầy về lối đánh du kích. Chiến tranh du kích tại Việt Nam là một loại hình chiến tranh không cân bằng lực lượng, được người Việt Nam là phe nhỏ hơn, yếu hơn, dễ ẩn nấp với vũ khí thô sơ lạc hậu, áp dụng đối với những kẻ thù xâm lược đông đảo hiện đại và lớn mạnh hơn. Lối đánh du kích tại Việt Nam bao gồm những cuộc trà trộn ẩn nấp, ngụy trang phục kích để phá hủy cơ sở hạ tầng, cầu đường, nhà kho, giải truyền đơn và tuyên truyền, ám sát các lãnh đạo chính trị quân sự của quân xâm lược, vừa đánh vừa chạy, thực hiện các vụ bắn tỉa và tấn công chớp nhoáng vào ban đêm. Du kích là từ Hán Việt, kích là một danh từ chỉ một loại vũ khí giống như cây thương, động từ là tấn công và đánh, du là từ nơi này sang nơi khác, du ví dụ như là trong từ du mục này hay là du lịch chẳng hạn. Du kích tại Việt Nam là lối đánh khó lường, lúc thì chỗ này lúc thì chỗ khác không thể đoán định được. Chiến tranh du kích, thuật ngữ này đã trở nên phổ biến đầu thế kỷ 19 khi người Tây Ban Nha nổi dậy chống lại đội quân xâm lược của Napoleon. Trong cuộc cách mạng Mỹ, quân đội của 13 bang thuộc địa nay là nước Mỹ chống lại quân đội Anh quốc, quân đội thuộc địa cũng đã dùng chiến thuật du kích này. Và đỉnh cao của chiến tranh du kích là tại cuộc chiến tranh Đông Dương chống quân xâm lược thực dân Pháp. Các lãnh đạo Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn thiện và phổ biến chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân để chống lại quân Pháp. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh của quân giải phóng miền Nam tiếp tục sử dụng chiến lược này để đánh lại quân đội Mỹ. Khi mà quân đội Mỹ sử dụng một lực lượng lớn bộ binh, thiết giáp với quy mô lớn lên cấp sư đoàn để tiến hành các cuộc tấn công càn quét thì ngược lại, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam dùng các đơn vị bộ binh nhỏ, linh hoạt, trang bị thô sơ để phản kích lại. Chiến dịch này khiến quân Mỹ bị sa lầy, thương vong và gánh nặng tài chính ngày càng tăng. Chiến thuật du kích của người Việt có nhiệm vụ quấy rối, làm hao mòn sức mạnh, khiến quân địch phải bố trí phân tán và suy yếu dần. Trong khi quân đội Việt Nam thì ngày càng có kinh nghiệm chiến đấu hơn và có thời gian để tập trung lực lượng. Khi từng quan lực lượng đã thay đổi theo hướng có lợi cho quân ta thì có thể chuyển sang đánh lớn theo lối chính quy để giành thắng lợi quyết định. Ví dụ như là Việt Nam sau khi dùng chiến thuật du kích để chống Pháp trong nhiều năm thì đã tập trung được 5 sư đoàn chính quy để tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Đến năm 1968, sau vài năm đánh du kích thì Việt Nam cũng đã tập trung được quân số lớn và tiến hành giao chiến bằng những lực lượng với quy mô sư đoàn để mở các chiến dịch quy mô lớn như chiến dịch Đường Chín Khe Xanh để phá được hàng rào McNamara của quân Mỹ. Cuối cùng là chiến dịch mùa xuân năm 1975 đã huy động được 5 quân đoàn chính quy để giành thắng lợi quyết định thống nhất đất nước. Nhiều nhà báo nước ngoài phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vấn đề lý do nào đã sinh ra chiến tranh du kích tại Việt Nam. Hồ Chủ tịch đã trả lời, trước hết là do chủ nghĩa yêu nước, tình cảm đối với tổ quốc của người Việt, sau đó là lòng căm thù mạnh mẽ đối với bọn xâm lược dã man. Nhìn thấy cảnh nhà bị đốt cháy, ruộng vườn bị phá hoại, vợ bị hãm hiếp, cha mẹ bị giết chết, các con bị thiêu sống. Cảnh tượng đó không phải đã dồn nông dân Việt Nam tới một nỗi thất vọng tiêu cực, mà là một ham muốn trả thù cho những người thân, tới lòng can đảm lẫm liệt trong chiến đấu. Đỉnh cao của chiến tranh du kích tại Việt Nam chính là du kích ở trên không. Khi không quân Mỹ tiến hành xâm lược miền Bắc Việt Nam, các cuộc không chiến giữa không quân Mỹ và không quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã diễn ra. Các phi đội MiG của Việt Nam đã thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng vào đội hình máy bay của Mỹ từ nhiều hướng. MiG-17 thường thực hiện các cuộc tấn công trực diện, trong khi đó MiG-21 tấn công từ phía sau. Chiến thuật tấn công này gây áp lực khiến máy bay Mỹ như F-105 phải thả bom sớm. MiG của phi công Việt Nam không chờ bị tấn công trả đũa mà đánh nhanh chóng rút lui. Chiến tranh du kích trên không của Việt Nam được thế giới đánh giá là đỉnh cao của du kích hiện đại.